Xin chào tất cả mọi người, trở lại kênh kỷ niệm mua giá. Chúc mọi người rất nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Nên review cái này như là của Hàn Quốc hay Nhật Bản như này. Đó, toàn chữ tiếng Anh từ nước ngoài này. Này 45.000 nha. Đây hạn sử dụng là sản xuất ở đây nha. Cái này không thấy ghi gì của tiếng Việt hết, toàn tiếng Anh thôi. Này chắc là cái loại xuất khẩu hay sao. Mình sẽ bóc ra nha. Đó. Thì đã ăn một bữa 45.000. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 10, 12, 4, 6. Cái tất cả nha. Đó, hết rồi. Này như làm từ này nhìn giống kiểu phô mai với sữa hay sao. Phô đa. À, bánh lẻ nha, tưởng có nhân mà không phải. Đây, bánh quy. Mọi người thử nha. Ăn nó, bánh này chắc kiểu dành cho người à. Ít ăn ngọt cũng đó. Ăn nó vị nó nhạt, thơm. Cái bánh này giống cái bánh quy nhưng mà bên Việt Nam mình bán nó có phủ thêm một lớp đường đây nè. Này giống y vậy nhưng mà không phủ đường. Độ ngọt cũng không có, vị mặn mà. Nó làm từ hai loại này, bơ với sữa hả? Ăn cũng hay lạ lạ nhưng mà đội theo mình ăn thấy cảm giác hơi ngán nha. Mọi người mua dùng thử cho cho mình cái đánh giá nha, xem nước sản xuất đâu, mình nhìn giống như ở Nhật Bản á. Cảm ơn mọi người yêu quý hết đeo mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.